Hello các bạn, bây giờ là 7 giờ sáng ở Singapore và mình đang đi bộ ra cái trạm xe buýt để lên công ty làm việc. Từ nhà mình ra cái trạm xe buýt này là khoảng 600 mét và cái hành trình của mình là bus, MRT, bus, bus. Nói chung là một cái hành trình vô cùng dài và thông thường mình tốn khoảng gần 1 tiếng rưỡi để lên tới công ty và cái giá tổng cộng của toàn bộ cái hành trình này là gần 2 đô cho mỗi chiều. Đây là mình tay xách nách mang trong ngày đầu tiên đi làm lại. Hôm nay mình đeo cái khẩu trang hơi bánh bèo một xíu. Cái này cái cô kế toán ở công ty cho mình. Màu hừa còn có trái tim nữa đó. Và cái khẩu trang đó thì nó match với lại cái đôi giày mình mang hôm nay. Cực kỳ bánh bèo luôn. Mình vừa xuống xe buýt và bây giờ mình sẽ đổi của MRT. Trời ơi, cái hành trình của mình nó vô cùng gian nan luôn các bạn. Thực ra thì có một cái chuyến direct bus từ nhà mình tới công ty luôn á. Nhưng mà mình thì bị say xe cực nặng nên mình không ngồi lâu trên xe buýt được. Nếu mà mình ngồi quá khoảng hơn 40 phút trở lên á là mình sẽ có dấu hiệu mắc ói. Và các bạn biết là ở Singapore mà khi các bạn đi phương tiện công cộng mà các bạn kiểu ói á, thì người ta nhìn các bạn giống như là kiểu từ sao hỏa rớt xuống á, cho nên là mình phải chấp nhận đổi từ bus qua MRT như vậy. Tàu tới rồi. Mình vừa ra khỏi tàu và bây giờ mình sẽ bắt thêm 2 tuyến xe buýt nữa mới tới được công ty. Cái con đường ở Singapore cực kỳ đẹp luôn á. Nói chung con đường nào mình cũng thấy đẹp hết, tại vì cực kỳ nhiều cây luôn. Sau gần 1 tiếng rưỡi kiểu đèo đèo lội suối, thân gái dạng trường thì cuối cùng mình cũng đã tới được công ty rồi. Và mình đang đi bộ vào công ty từ cổng sau, tại vì cái cổng này nó gần với cái trạm xe buýt hơn á. Ở cái tòa nhà này á, thì ở lầu 1 có kho của một công ty logistics khác nên là có khá nhiều container cũng như là xe tải. Còn phía trước thì là cái bãi đỗ xe của những người mà làm trong tòa nhà này. Bây giờ mình đang ở trong thang máy rồi các bạn. Sau gần 1 tiếng rưỡi ngồi trên xe buýt cũng như là MRT thì tóc tai mình sơ sát quá rồi. Tự nhiên lâu rồi mới lại kiểu đi làm official á, mình cũng hơi cảm thấy có cái chút gì đó nó hơi bồi hồi á. Mình đã lên tới công ty rồi và cái việc đầu tiên đó là bấm thẻ nhân viên. Tiếp theo sẽ là đo nhiệt độ cơ thể để xem có bị sốt không. Ok, nhiệt độ của mình hôm nay là 36,4 độ, có thể vào làm việc. Mới sáng sớm công ty vui quá ta. Chắc là lâu ngày rồi đồng nghiệp không được kiểu đoàn viên hội ngộ cho nên là mọi người đang trò chuyện rất là rôm rả. Sau khi cất đồ thì mình sẽ đi rửa tay. Đây là cái toilet riêng của công ty mình. Và ở đây á, thì công ty mình có dán 8 bước để mà rửa tay á. Để mình rửa tay ở nhà các bạn. Sau khi rửa tay xong á, thì mình sẽ mở máy và check email và giải quyết một số công việc gấp trước. Sau đó là mình mới ăn sáng. Thực ra bữa sáng của mình cũng đơn giản lắm, mình chỉ uống Milo với lại hạt ngũ cốc thôi. À, để mình cho các bạn coi cái bình nước giữ nhiệt của mình. Cái bình này mình mua của Highland đó, nó rất là xinh. Bên ngoài là người ta làm bằng tre.
Và sau khi ăn sáng xong thì mình sẽ tiếp tục đeo khẩu trang và tiếp tục làm việc thôi. Bây giờ là khoảng 12:15 và mọi người đang bàn xem là trưa nay sẽ order đồ ăn như thế nào để mình đi xem sao rồi nha các bạn. Tại vì các bạn biết là đối với một nhân viên công sở thì câu hỏi khó nhất trong ngày đó là trưa nay ăn gì. Then the other store that always long queue, don't know whether long queue or not. Because yesterday he went there, he said they want very long queue. The roasted one, not that super long queue. You mean the roasted spot? The roasted with duck, duck the one always, rice? Yes, that one always very long queue. He said he yesterday went about 11:30, already long queue. Okay. He never pick up. He never pick up. Okay, receive. Maybe pick up. He didn't save your number? Cannot be lah. Before this, I always contact him. He knows a bit more than last time. If I call, maybe he don't know my number. He know, Irene. Irene, yes, Irene. You want chicken rice? Or order that one, the... I think better we order one, correct? Charing, the delivery is 370 for 3 person. Oh, okay. Okay, thank you. Order xong rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem văn phòng của mình nha. Thì đây là cái khu dành cho bộ phận operation cả C cả E. Kế bên đó là cái khu của bộ phận sales và customer service. Nó rất là rộng các bạn. Và giữa hai cái khu này á, thì có một cái khung cửa kính rất là lớn mà có thể nhìn ra được sân bay Changi. Mình zoom lên cho các bạn xem cái tòa tháp biểu tượng của sân bay Changi nha. Đó. Thì ở đây á, mỗi ngày mình đều thấy có một số máy bay là bay ngang qua rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay tới cái bàn làm việc của mình nha. Đây là bàn làm việc của mình. Phía bên trái thì là đồ ăn, nước uống. Hồi sáng mình mới tay xách nít mang lên đó, tại vì mình hay bị đói bụng á. Còn phía giữa là máy tính và CPU. Phía bên trái thì một số cái nốt mình dán lên với lại mấy cái đồ văn phòng phẩm á. Bên cùng là một số tài liệu cũng như là ảnh giá. Các bạn thấy cuốn sách dài dài này là cuốn sách dành cho hàng nguy hiểm á. Kế bên thì có một cái tủ để mình để túi và để một số đồ linh tinh. Trên bàn làm việc của mình á, thì có cái đồ lót chuột á, của hãng hàng không Lufthansa. Và cái này gọi là cái gì ta? Cái thùng hàng nguy hiểm hả? Cái thùng này người ta xếp kiểu như một cái đồ chơi á, xong rồi bên trong người ta có dán một số cái nốt của hàng nguy hiểm. Thật ra hai cái này á, hồi sáng mình mới lục tủ của mình mà mình thấy nó cũng hơi xinh xinh á, nên là mình đem ra mình trưng thôi, chứ bình thường mình cũng không có lấy ra làm gì.
phía trên vách ngăn này thì mình có dán hai cái bản đồ là bản đồ châu Âu và bản đồ nước Mỹ. Tại vì lâu lâu mình cần check giá và check một số cái tuyến mà nó hơi hiếm á. Với lại mình cũng thích xem bản đồ nữa. Đó, cái bàn làm việc của mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình không có chân nhiều thứ. Tại vì mỗi lần mà dọn văn phòng nó rất là mệt á. À, các bạn thấy có một cái tấm bìa cạc tông nó hơi mất mỹ quan đô thị ở đây á. Đó, cái tấm màu xám xám đó đó. Thì tại vì cái bàn mình buổi chiều á, nó rất là chói. Nó, cái nắng mặt trời nó chiếu thẳng vào mặt mình á, cho nên là mình phải che lại. Phía sau này thì mình có thêm một cái tủ khác nữa để mình để những cái chứng từ pending. Rồi để giấy recycle á. Còn một cái đống chứng từ bên kia là của hai đồng nghiệp của mình, bộ phận hàng nhập á, mà chưa kịp đóng thùng á. Dưới bàn mình thì cũng không có gì đặc biệt cả. Bên trái thì là thùng rác, còn bên phải thì mình để giày dép thôi. Mình chỉ có hai đôi giày là đôi giày màu hồng hồi sáng mà mình đổi với cái đôi giày bệt này đi ra công ty. Còn một cái đôi giày khác thì giày cao gót để mà khi mà có khách á, thì mình mang lên thì trông sẽ thanh lịch hơn. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua khu sales và cho các bạn xem một cái góc khác của văn phòng mình nha. Ở đây là những cái phòng họp, rồi phòng của các sếp nè. Rồi cái khu xa xa kia là khu dành cho bộ phận nhân sự và bộ phận kế toán. Nói chung văn phòng mình cực kỳ rộng. Tại vì ở đây á, văn phòng mình hình như là thuê gần như là nguyên cái lầu trong tòa nhà luôn á. Cho nên là cực kỳ rộng. Không có gì ngoài đất đai và bàn. Nói chung mình thấy cái góc của mình là cái góc mà hay nhất trong công ty. Tại vì mình có thể nhìn ra cửa sổ. Và mình phải nói là mình rất may mắn khi mà mình làm ở bất kỳ công ty nào á, thì cái góc của mình cũng nhìn ra cửa sổ và có thể nhìn được máy bay bay ngang qua. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái bàn khác của mình nha. Mình có tới hai cái bàn lận. Đây là cái góc mà mình sẽ in chứng từ gốc cũng như là in cái nhãn cho hàng hóa để mà gửi ra sân bay á. Thì cái bàn này mỗi lần mà mình làm biếng chạy đi chạy lại thì mình sẽ tới cái bàn này ngồi khoảng 1-2 tiếng in xong chứng từ gốc thì mình sẽ quay trở lại cái bàn kia. Ở đây thì có một số thùng vận đơn gốc á, đáng lẽ là phải để trong kho nhưng mà mình làm biếng lôi ra lôi vô á, cho nên là mình chất ở đây hết luôn. Nhìn nó cũng hơi lộn xộn nhưng mà bên ngoài nó cũng không đến nỗi đâu các bạn. Thì đồ ăn đã tới rồi nhưng mà nhân tiện ở đây á, mình sẽ quay cho các bạn xem cái phòng pantry của công ty mình nha. Phòng pantry cũng rất là rộng. Và ở đây công ty mình có sơn hai bức tường màu xanh và màu trắng á. Nó rất là ảo luôn á. Kỳ xinh. Nói chung là cái phòng pantry này nhìn rất là ấm cúng. Hiện tại thì trên bàn á, mọi người sẽ ngồi giãn cách ra. Phía sau này là cái khu để pha cà phê, rồi là microwave, rồi bình nước nóng, rồi tủ lạnh. Trong tủ lạnh cũng có nhiều đồ ăn lắm á. Để mình mở ra xem. Ơ, sao tự nhiên trống vậy? Chắc là cô lao công dọn hết rồi. Tại vì lâu rồi mọi người cũng không lên á. Phía sau này thì có mấy cái thùng chứng từ mà chưa có kịp đem xuống kho. À, còn cái phòng trống này thì công ty mình cũng đang plan để làm một cái phòng entertainment cho nhân viên á. Tức là buổi chiều tụi mình có thể ra uống trà đọc sách ở đây. Tea break. Còn phía sau là phòng vệ sinh. Bây giờ mời mọi người ăn trưa với mình nha. Hôm nay mình order hộp cơm gà luộc với lại cải thìa sốt dầu hào. Thì một hộp cơm như vậy là có giá 6,5 đô Singapore, đã bao gồm tiền ship, và tức là khoảng 120.000 Việt Nam đồng. Nói chung là cũng không mắc lắm. Và hôm nay thì cơm cũng khá là ngon, khá là mềm.
để mình tập trung ăn này nha các bạn. Tại vì vừa quay video vừa nhai thì mình thấy nó cũng không được duyên dáng cho lắm, cũng không có gì đặc biệt cả. Just come out today. So, should we? I think on the way coming in here, maybe they just alert you now, especially if you're blind. Your reckless are people snap photo, they know how to identify the owner. Because when I said, when you start here, on name, if you have one wheel, wait, one wheel, two wheel, then they know again. You shut up. If you one wheel, get a license again, one round, then Yeah. How many people become the red light? All right. If wear helmet, then my hair will be very messy. Bây giờ là 1 giờ chiều và mình sẽ quay trở lại làm việc. Mình sẽ mở khẩu trang ra chút xíu tại vì lát nữa mình cần gọi điện, sợ người nghe không có rõ. Với lại mình ăn no quá nên mình cảm thấy cũng hơi khó thở. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm việc thôi. Bây giờ là khoảng 6:15. Đó các bạn thấy chưa? Nếu mà mình không có che cái tấm bìa cạc tông á, là ánh nắng mặt trời nó sẽ chiếu nguyên cái mặt mình luôn á. Mình đã xong việc rồi và mình sẽ sắp xếp lại file cũng như chứng từ và nốt lại những cái pending cho ngày mai. Sau đó thì mình sẽ thu dọn đồ và đi về. Trước khi ra khỏi công ty thì mình phải bấm thẻ check out. Đó, nói chung một ngày làm việc bình thường của mình trên công ty chỉ có như vậy thôi. Và sau một ngày đầu bù tóc rối thì cuối cùng mình đã được về nhà rồi. Thì bây giờ trời vẫn còn nắng rất là đẹp. Cảm ơn mọi người đã xem video này và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bye bye.